Hello các bạn nha, bây giờ là 11 rưỡi rồi và hôm nay là ngày thứ nhất ấy. Tính ra đêm qua là vẫn bú, ngày thì không bú rồi nhưng đêm vẫn đói, vẫn thèm. Đêm nay thì mình quyết định là mình đã vẽ nhồi, vẽ bẩn lên bú để cho thằng bạn ấy nhìn vào đấy sợ và nó không bú nữa. Thì bây giờ là thèm bú quá rồi nên là mình đã làm đổ sữa vào cái bình này để cho bạn bú. Đang cả nhà đang đồng hành với bạn Su Beo, có bạn Sâu, em đợi là chị Nhung, anh An, bố, mẹ. Đấy, cả nhà đồng hành cùng với con trong giai đoạn con cay sữa. Bố bé em đầu thẳng hoa lên, nó sâu ra con này. Sâu rồi nha. Để em nằm lên đi. Để. Con nằm lên. Con nằm đây. Con nằm lên ạ. Con nằm. Con nằm xuống con bú. Con nằm xuống con bú nào. Đúng rồi, con bú đi nhá. Con bú đi, chị cho con bú này. Con bú cho con đỡ thèm nhá, thương lắm ấy. Ôi dồi ôi. Dễ thương ha. Nào bố quay này. Quay này để đặt em nằm. Không bỏ lăn. Em khi em bú là em phải nằm đầu em cao lên một chút. Em cao. Thế. Đúng rồi. Chỉnh ra cho em bú thôi để cho em nằm em phê. Tự nhiên. Để châu. Để em. Không bỏ tay ra. Để cho em làm quen với bú nhá. Hôm nay là em nhà mình là được gần 14 tháng các bạn ạ. Em Su Beo. Tên thật là Minh Khang. Gần 4 tháng rồi. Con là Phúc Thịnh nhỏ giỏi. Con là Phúc Thịnh sắp sửa đi học rồi đấy. Phúc Thịnh nhớ. Đúng không? Cha cha con đi học rồi đấy. Con sắp đi học rồi đấy. Thế mẹ hỏi con nhé. Bây giờ mẹ hỏi con trả lời nhé. Thì con đi học ấy. Con đến lớp thì con gặp cô giáo con nói thế nào? Ta tôi giáo. À, giỏi. Chào cô giáo. Con nói lại nào. Ta tôi giáo. Nhớ ngặn thế. Thế mà con bây giờ con muốn đi vệ sinh, con muốn đi đái, con nói thế nào? Con đi ta tư. Con nói với cô giáo thế nào nhỉ? Con đi đái. Con bảo thưa cô cho em đi đái, con muốn đái, đúng không? Giỏi. Sáng ngủ dậy thì con sẽ làm gì nhỉ? Tôi chân đông. Sáng ngủ dậy thì con phải làm gì? Con vận động. Tôi ra chân đông. Con ngủ dậy con phải đánh răng, rồi con ăn sáng con đi học luôn. Ôi giỏi quá. Ô, của em mà đấy. Còn đang bạn Sâu 3 tuổi rồi, con đang muốn bú của em đấy các bạn nhé. Sau này lớn lên xem lêu lêu nhé. Yêu anh. Ừ, con yêu em không? Đúng rồi. Em tên gì con biết không nhỉ? Tên tên Lưu Thiện. Em tên là Minh Khang. Em Minh Khang. Em Minh Khang. Con là tên Phúc Thịnh chứ. Ta đây mẹ hỏi tiếp này, mẹ hỏi con trai yêu nữa này. Ra đây ngồi này, để cho em ra đấy em chơi, em một năm chơi. Ô, em muốn đi đâu đây? Chơi. Chưa rồi đi chơi đấy. Sâu ra đây mẹ hỏi này. Sâu đi chơi. Phỏng vấn Sâu đi học như nào? Ngồi đây. Em mình là gần mới đi về đây các bạn ạ. Đi đâu kia? Đi London rồi. Lấy đồ. Để lấy đồ. Đồ ra. Em lấy đồ ra. Con bù cho em ạ. Nãy giờ nhìn nhắm một tia đấy các bạn. Nhắm một tia để lấy đồ. Sâu ơi, của em nha. Đấy, lại ra hút cái gì rồi. Ai, buồn ngủ lắm mẹ, buồn ngủ lắm rồi. Sao, Beo ơi, con bú này. Đây, quả sữa đấy, anh em nào được ai bú. Không, của em, để mai em bú, để tối em đói em bú. Cứ để đấy tí nữa, bắt đầu em khi em đòi bú nữa thì mình lại cho em bú tiếp. Chứ mình không thể cho bú. Một lần hết bình được. Đấy, bạn Sâu toàn là đòi ăn của em thôi các bạn ạ. Sâu 3 tuổi mà toàn đòi ăn của em. Sau này lớn cái lên thì cũng đòi ăn. Ừ. Cả cái cháo bố đi đút cho em mà cũng ăn cháo. Gì thế này? Bố em cho bằng được. Ôi, thảo ra được đây này, bố này hút ra được. Cái này nó cắn được ấy. Hút ra được con ơi. Anh cháu hút vào cho nó hút xem nào. Không hút đây. Ăn được hút cho bố đây. À không cho em. Một cái không luôn. Đấy, hút đi. Em đói đấy, em đói đấy. Thích uống sữa này à. Anh còn uống đi, con uống đi nha. Con hút đi. Rồi. Thế thì mở cái đấy ra để bú vậy. Cắn cái đấy cho con bú. Bố nhá. Đấy. Ăn hết một hộp yến đấy các bạn. Bạn Su Beo Minh Kha ăn hết một hộp yến. Hộp yến đốt nhà nó hết. Từ từ cho em uống. Một tuổi bây giờ là bắt đầu ăn yến. Chị đó, ở trong mồm có cái ấy, có cái vỏ này. Đấy, bước tí. Bước rồi. Từ từ. Con mà đố.
cầm cái đồ này. Đưa mẹ nào. Cho cái hộp giả cho cái hộp kia đi, ăn lấy cái hộp kia. Này. Đổ vào một tí, đổ vào một tí. Úi trời. Đổ vào một tí nè. Tức lên đấy, tức lên rồi đó. Này. Đổ hết đi còn một tí, đã được rồi. Không chịu cái hộp đổ hôm nay. Đấy cho. Cho con này. Cho con này. Cho đây. Úi trời ơi. La la la.